bất kỳ một nghệ sĩ nào tới thì chú cũng đều có một cái câu hỏi chung như thế này. Chắc là mọi người bình thường có hay nghe tới những cái cụm từ cũng đang rất là hot, đó là hướng nội và hướng ngoại. Thì không biết Hồ Văn Cường của chúng ta là một người hướng nội hay hướng ngoại ta? Hướng nội. Dạ, là con là cái tiếp người là hướng nội ngoại luôn. Hướng nội ngoại luôn, là bên nào cũng đều hết. Thật ra là con cũng chia sẻ luôn là bình thường ở trên sân khấu á, thì con cố gắng để làm cho mình hướng ngoại. Nhưng mà khi mà về với lại cuộc sống bình thường thì con là một con người khá là hướng nội trầm trọng. Hướng nội trầm trọng luôn hả? Trời. Hình như là hướng nội cấp độ Max luôn. Hỏng tin. Tôi làm show tôi có chuẩn bị hết. Đây là một cái bài test. Trời, chứ giờ người ta nói sao tin được liền. Ở đây là chú sẽ có những cái dấu hiệu. Thì nếu như mà chú đọc tới câu nào mà con cũng thấy đúng thì chú tin con là 100% hướng nội. Mọi người có muốn Cường hỏi không ạ? Đúng rồi. Mười 15 dấu hiệu của người hướng nội. Nào để coi đầu tiên nè. Thích dành nhiều thời gian ở nhà một mình. Trả lời đúng hay là... Là đúng hay là không đúng á? Dạ là chắc này là đúng á. Rồi, rồi. Một câu rồi mọi người ơi. Nội rồi. Khi mình suy nghĩ một mình thì mình hay... Khi mình ở một mình thì mình suy nghĩ rất là tốt. Mình cho ra những cái suy nghĩ rất là chính xác luôn. Khi mình ở một mình thôi. Dạ, cái này con cũng muốn xác định là đúng hay không. Đôi khi là mình... ở một mình nhưng mà mình nghĩ bâng quơ thôi, đâu có... Không, ví dụ như là con có một cái vấn đề gì đó mà con cần quyết định. Thì ví dụ như là con đi hỏi ý kiến nhiều người với lại con một mình con suy nghĩ thì con đưa ra cái quyết định dễ hơn. Thì cái phương án nào? Đó. Dạ, cái này chắc... mỗi cái nữa đó. Rồi. Vậy là nội ngoại rồi. Chưa phải đâu con ơi. À, cái này nó hơi về vấn đề tâm lý ha. Mình hay đọc thoại nội tâm không? Dạ không, cái đó khùng. Chết nè. Chú có. Tôi nói nó tức tôi. Chú đọc thoại nội tâm sao chú viết nhạc được? Chú phải đọc thoại nội tâm chú mới viết nhạc được. Dạ cái này chắc nó cũng tùy người á chú. Giỡn thôi. Thật ra thì đọc thoại nội tâm ở đây có nghĩa rằng là mình xử lý cái vấn đề cá nhân của mình mà ở trong cái nội tại của mình thôi. Chứ mình cũng không có thích mình show ra ngoài cho mọi người biết. Chứ không phải là mình tự nói chuyện ở trong lòng mình. Đúng không? Nói là khùng. Nhưng chú không có. Chú viết nhạc thôi. Thì đúng không? Không. Do là chú cần khoảng trống để mà suy nghĩ ra sáng tác này nọ. Còn con là một mình là để... Để nhớ mọi người. Quá hay luôn. Rồi, từ từ câu này để lại. À, cái này nè, cái này là đặc điểm chung của những người hướng nội đây nè. Rất là dễ cảm thấy lạc lõng khi ở giữa một đám đông. Dạ này chắc đúng mất. Đó. À, nếu mà đặt để mà đưa con vô một cái không gian mà toàn người lạ thì cái điều đó là đúng 100% đó với con. Tức là mình sẽ đi kiếm một cái góc nào đó, mình chui vào cái góc của mình thôi chứ. Đôi mình... khi con nghĩ con giống như con bị tự kỷ á. Chú cũng vậy. Sao tôi làm này giống như tôi thành bị hỏi vậy chứ không phải. Không phải đâu, cái này là cái tính cách của người hướng nội. Không phải là mình muốn xa cách mọi người đâu. Mà mình luôn luôn có một cái tạo ra cho mình một cái không gian an toàn. Nếu như mà ở cái đám đông đó có những người quen, có những gương mặt dễ thương như thế này thì mình sẽ hòa nhập vào rất dễ. Nhưng mà ví dụ là những cái gương mặt hoàn toàn xa lạ thì là những người hướng nội sẽ khép kín lại và tìm một cái góc an toàn riêng của mình. Điều này chính xác ha. Rồi 50-50 rồi đó, hai câu đúng hai câu sai rồi đó. À, câu này cũng là một đặc tính của người hướng nội nè. Không bao giờ mong muốn trở thành trung tâm của sự chú ý. Dạ đúng luôn. Đó. À, khi mà đi đâu á con cũng bịt khẩu trang trên. Không phải là mình nổi tiếng hay là cái gì nhưng mà con cứ cảm giác là chắc nó là cái thói quen từ khi mà con
nghỉ dịch luôn sao? Trong mọi hoàn cảnh là đi đâu con cũng đeo khẩu trang. Bạn học của con là học cũng gần 4 năm rồi đó. Mà nó khi mà vô lớp học chung con nó nói là ê cho tao coi mặt đi. Chứ từ lúc mà mới vô trường tới giờ là chưa thấy mặt. Là trong lúc học cũng bịt khẩu trang luôn. Dạ đúng rồi, đôi khi cũng ngợp dữ lắm. Đôi khi bị nó làm tắt đó chú. Cũng ngợp dữ lắm mà. Nó giống như là cái thói quen của con hay sao? Không. Rồi đi học quân sự cũng vậy. Đi học quân sự là phải vận động rất là nhiều. Cho nên là phải mình cởi khẩu trang cho nó thoải mái. Con đeo luôn. Tuân thủ 5K đàng hoàng, bảo vệ sức khỏe tốt. Chú cũng giống con. Chú hay bịt khẩu trang đi ra đường lắm. Tại chú sợ mở ra không ai biết chú là. Cho nên là khi mà đi học có thầy giáo kêu lên hát đi, cũng đeo khẩu trang xong cái đăng lên, bị đăng lên. Cái mấy cô chú ở dưới đây hỏi sao không cởi khẩu trang ra đi. Rồi con không biết trả lời sao luôn. Không, mọi người thông cảm, đó là đặc tính của người hướng nội. Người hướng nội nha, người hướng nội chứ không có vấn đề gì hết á, thích đeo khẩu trang thôi. Người hướng nội. Đây, đặc điểm thứ 6 là mình thích viết ra hơn là mình nói chuyện trực tiếp với nhau. Ví dụ như là cần nói vấn đề gì đó, nhắn tin nó sẽ dễ hơn là mình nói chuyện trực tiếp. Dạ đúng rồi. Rồi, nãy giờ là nghiêng về hướng nội hơi nhiều rồi. Đây. Ít khi tham gia vào những cái cuộc nói chuyện phím không có liên quan tới mình. Dạ, cũng hên xui. Hả? Chắc chắn cái này bất ngờ nha. Đôi khi con cũng nhiều chuyện lắm. Ủa? Nếu là nghe ta kể cuốn hút quá cho nên là mình bị cuốn vô nhưng mà mình không có... Mình không nói vô đúng không? Nhưng mình nghe. Không thì vẫn là hướng nội thôi, mình chỉ cần mình không nói là được. Còn nghe ai chả thích nghe, chú cũng vậy. Chú cũng thích nghe mà. Vấn đề số 8 này, nói về vấn đề mà mình yêu thích thì mình sẽ nói rất là nhiệt tình luôn. Đúng không? Đúng, rồi, nội rồi mọi người ơi. Có cái khả năng nhìn sâu vào chi tiết của một cái sự việc gì đó. Khi mà mình phân tích một cái vấn đề gì đó là mình có khả năng mình nhìn rất là sâu vào cái sự việc đó. Nghĩ kỹ, gọi là nghĩ kỹ. Dạ đúng luôn. Đúng luôn. Tôi là chú định hỏi con 15 câu thiệt hả? Đúng rồi, mới có 9 câu à. Trời ơi. Này giống như đang đi điều trị tâm lý vậy ta. Không. Ai tham gia podcast nhâm nhi guitar cũng mới bởi vậy họ. Bữa khán giả hỏi em cũng tội nghiệp là tại sao cái số phát sóng của Hồ Văn Cường ít phút quá. Lý do là hồi đầu là em với Cường chưa có nhiều cái cơ hội, chưa có quen thân thì làm sao mình dám hỏi. Đó, mấy người khác em hỏi vậy không á. Chịu khó đi con. Đây. Có khả năng tập trung cao độ. Một khi đã tập trung rồi thì không ai kéo mình ra khỏi cái sự việc đó được luôn. Dạ không. Hả? Cái này nó nửa nửa hả chú? À nửa nửa. Dạ. Nửa nội nửa ngoài. À, đặc tính thứ 11 là một người thường hay mơ mộng. Mơ mộng là sao chú? Mơ mộng về điều gì? Vì mình có đó con chứ sao chú biết. Con ý là bình thường như mình ngồi mình mơ tưởng về ví dụ như là à ngày mai mình đi Vũng Tàu mình chơi, hoặc là mình mơ mộng là à sắp tới mình hát cái show nhâm nhi guitar cho khán giả mình sẽ hát bài gì đây đó. Mình sẽ tự suy nghĩ như vậy rồi mình cho mình một cái kế hoạch cho cái suy nghĩ đó. Dạ chắc không quá, chắc còn không có không có mơ mộng nhiều đâu. À không mơ mộng đúng không? Chút chút là cũng có nhưng mà chút chút. Nội ai, bây giờ cái thứ hai là có khả năng lắng nghe. Tức là mình là một cái nơi rất là tin tưởng để cho tất cả mọi người gửi gắm cái tâm sự của họ. Dạ cái này thì con cũng không biết nữa. Tại vì con là ít chia sẻ với lại mọi người. Cho nên là chắc cũng ít ai muốn chia sẻ với mình. Không có đâu. Tại vì mình đâu có chia sẻ cái câu chuyện của mình đâu mà người ta... Ở đây có ai muốn chia sẻ với Hồ Văn Cường không ạ? Con mở lòng ra chút xíu là con sẽ nhận được rất nhiều sự chia sẻ đó nha. Dạ, dạ. Thôi, về nhà rồi từ từ tính. Dạ, vậy con mở cái lòng ra sao? À, mở cái lòng. Rồi, đây, cuối cùng. Là một người có tâm hồn già dặn. Đúng rồi.
Đúng không? Tại sao? Tại sao đúng? Mình mới có 21 tuổi. Con cũng không biết sao nữa. Ý là chắc cái gì ta? Cái gọi là cái thói quen từ bé hay sao á. Lúc con còn nhỏ là con cũng đã giống như ông cụ non vậy đó. Ông cụ non là ai nói cái gì là mình chú tâm nghe cái đó. Đó là cái mốt đi nhiều chuyện lại. Ê, cái này là hướng ngoại nha. Trời ơi, dễ thương quá. Rồi, hết mấy cái dấu hiệu này thì tôi phán luôn. Hồ Văn Cường. Đúng rồi. Người ta có một cái cụm từ rất là dễ thương là hướng nội part time. Tức là tùy theo ngày, tùy theo cảm xúc, tùy theo đối tượng gặp. Mình thích nội, nội thích ngoại, ngoại. Không, nhưng mà nghệ sĩ thì vậy đó mọi người ạ. Thực ra thì nghệ sĩ rất là cần những cái lúc mà mình yên tĩnh một mình để mình khôi phục năng lượng. Nhưng mà khi mà mình tiếp xúc với khán giả thì mình đâu thể nào mà mình khép mình lại được. Mình phải mở lòng, mình đón nhận những tình yêu thương của khán giả. Vậy thì xin một tràng vỗ tay cho một người hướng nội part time, Hồ Văn Cường. Mới mốt mình đi thì mình tự tin là mình giới thiệu em Hồ Văn Cường hướng nội part time. Rất là cảm ơn con. Cái hỏi rất là dễ thương. Thực ra thì cũng muốn mọi người có cái cơ hội để lắng nghe nhiều hơn những chia sẻ của Hồ Văn Cường. Mọi người thấy em có hay không ạ? Mắc cỡ quá. Rồi bây giờ mình hát. Mình sẽ hát tiếp ha. Cô Uyên kêu hát đi. Dạ. Đây, bây giờ ở trong cái list bài này thì có một cái ca khúc nữa của nhạc sĩ Lam Phương. Ca khúc được mang tên là Biển Tình. Và mời Hồ Văn Cường nghe ca khúc này. Đâu. Sao mà chú thoát khỏi con đường? Dạ, lúc tập là hai chú cháu tập. Mà tới khi ra sân khấu chú cho con bơi giữa dòng làm sao chú? Chú tưởng là nãy giờ 15 câu hỏi kia đã đánh lạc hướng được con. Bây giờ con sẽ tập trung cho con hát. Nhưng không ngờ, con nhớ dai quá. Con là đứng cái thù dai à. Không, những người thù dai thì nhớ lâu. Nhớ lâu đúng không? Sâu sắc, tâm hồn sâu sắc. Dạ, em không thoát được. Em và Hồ Văn Cường sẽ thể hiện ca khúc Biển Tình của nhạc sĩ Lam Phương ạ. Lần đầu tiên chú hát bolero đó ta. Giống như lần đầu hát nhạc trẻ của chú. À, dạ, chú hết nói được, hết nói được. Giỏi danh quá rồi.